Tại sao bạn lại chỉ giới hạn bản thân với một màu khi bạn có thể tô cuộc sống của mình bằng nhiều màu sắc khác nhau? Mình sẽ không làm các bạn buồn đâu. Hãy sẵn sàng để ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi đã sẵn sàng rồi đấy. Thử thách thử đồ ăn một màu của Munchido bắt đầu ngay bây giờ đây. Wow, nhìn này, đó là kẹo mắt dẻo, thật là kiên cường. Còn tớ thì có Hubba khổng lồ. Wow, các bạn đang nói gì vậy? Kẹo của tớ to hơn và ngon hơn của các bạn rất nhiều. Nào các bạn, tớ muốn là người đầu tiên. Làm thế nào để tớ có thể ăn cái này bây giờ nhở? Nó rất lớn, đẹp và sáng, hãy coi chừng nhá. Ôi, răng của tớ. Ôi trời ạ, không thể nào cắn được. Làm nào tớ có thể ăn nó bây giờ nhở? À, chính xác. Tại sao tớ có thể quên được? Một cô gái có lòng tự trọng sẽ có một chiếc cưa của mình. Đấy, bây giờ nó sẽ biết tay tớ nhá. Ôi, được rồi. Bây giờ tớ có thể ăn nó. Ôi, bên trong có sô-cô-la ngon thật đấy. Tớ muốn thêm nhiều. Ôi, ôi trông ngon thật đấy. Tớ cũng muốn thử. Nhìn món ngon thật đấy. Nó rất lớn và màu sô-cô-la. Ôi, cái này ngon thật đấy. Ê, các bạn nhìn gì vậy? Này, bạn có đồ của mình mà. Ừ, chính xác. Tại sao tớ có thể quên được nhỉ? Tớ có một con mắt to đùng luôn ý. Và tớ có thể nhai được. Và rất là tuyệt vời chứ. Ôi, nó rất ngon. Rất là ngon, tớ muốn ăn thêm thêm và thêm nữa. Ôi, chẳng lẽ nó ngon thật sao? Ôi, ngon thật đấy. Ôi, nó trơn thật đấy. Ôi, nhìn này. Ôi, trông rất là buồn cười phải không? Như một quả bóng vậy. Thêm nữa nhá. Nhìn này, đây là cú đánh tốt nhất của tớ này. Điều này bạn chưa thấy đâu. Ôi không, tớ phải làm gì bây giờ? Nó không nảy nữa sao? Tại sao lại vậy? Lần sau bạn sẽ biết cách chơi với đồ ăn nhá. Thôi được rồi, bạn ăn của bạn đi. Ừ, chính xác. Ôi, nhìn cái kẹo cao su của mình lớn thế nào. Tớ tự hỏi nó có ngon và đẹp như vậy không? Nào nào, lấy ra khỏi hộp. Và chúng ta có thể thử. Ôi, đúng rồi. Nó ngon thật đấy. Tớ có thể thổi bóng không nhở? Ôi, được rồi này. Tuyệt quá. Tớ có thể thổi bong bóng khổng lồ không nhở? Nếu mà tớ nhai hết sạch. Nếu không thử, bạn không biết đâu. Wow, tớ vừa hết vào miệng luôn này. Có rất là nhiều luôn. Bây giờ tớ sẽ thổi bong bóng lớn nhất trên thế giới luôn. Các bạn nhìn đi. Wow, ôi nhưng mà dừng lại đi. Ôi, nổ mất rồi. Trời ơi, sợ lắm. Ôi trời ạ, tớ không hiểu các bạn đang nói gì. Tớ không nhìn thấy bong bóng nào luôn. Ôi, sợ quá. Thôi được rồi, lỗi của tớ, xin lỗi nhá. Ôi, các bạn hãy nhìn cái này tuyệt vời lắm sao. Còn tớ thì có những quả bong bóng trong quả bóng, trông buồn cười quá. Còn của tớ thì có một cái gì đó kỳ lạ, nó là cái gì vậy? Hãy để tớ thử cái này trước nhá. Ừ, thử đi, bạn có gì vậy? Nào, chúng ta cần phải mở ra đã. Ồ, hãy nhìn này. Ôi, bên trong có kẹo dẻo. Ôi, cần phải thử món này ngay lập tức. Thử nào. Và chấm vào gieo. Ôi, chắc là ngon lắm đấy. Wow, trông thật là tuyệt. Sự kết hợp này bạn chưa nhìn thấy đâu. Và nếu tớ lấy nhiều hơn và chấm thêm vào, cho thật nhiều gieo vào. Ôi, cái này bị kẹt mất rồi. Tớ không thể nào mà kéo ra được. Ê, trời ạ, nào, cố lên, tớ muốn ăn. Ôi, làm được rồi này. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, nào vào miệng mình đi. Ôi, trông ngon thật đấy. Ôi, có gì dưới mũi cậu vậy? Bạn không thấy xấu hổ sao? Trông buồn cười quá. Ôi, đây chỉ là gieo sót lại thôi. Ôi, trông sợ quá. Nó rất là ngon. Bạn tạm biệt nhé. Bạn là người tiếp theo. Chính xác, hãy nhìn con khỉ vui nhộn này đi. Đợi tí nào. Ôi, ở trong này có đồ ngọt. Tớ muốn thử chúng. Có mùi rất là thơm. Ôi, và vị rất là tuyệt vời. Nhưng viên kẹo này khiến tớ điên rồ mất. Ôi,
Khỉ nhầy, nhìn kẹo nhá. Tớ cũng muốn thử trông rất ngon miệng. Ai, đau quá. Đấy. Này nhá, chào mừng bạn đến với cuộc chiến siêu hạng Bella đấu với cả Mr. Khỉ, và ai sẽ là người chiến thắng? Ôi, Bella trông không được đâu. Bạn thực sự muốn chiến đấu với Mr. Khỉ sao? Bạn không thể giành chiến thắng được đâu. Tớ là người giỏi nhất trong cuộc chiến này. Ôi, tớ sẽ không làm thế nữa đâu. Thật là khó khăn. Tớ mệt lắm rồi, tớ ăn hết đây. Ngon thật đấy. Ôi, mệt quá đi mất. Ê, đừng quên của bạn cũng có kẹo nhá. Ừ, đúng rồi. Ôi, kẹo đây rồi. Nhìn nó bé quá, nhưng mà chắc là ngon. Đúng rồi, rất ngon. Ô, đó là kẹo cao su mà. Nào, tớ muốn thổi to hơn nữa. Vậy là tớ sẽ lấy hết cả cao su. Như này chắc đủ rồi. Đấy, bây giờ lại đủ rồi đấy. Bạn làm gì vậy? Thế sao bạn lại lặp lại những sai lầm tương tự vậy? Ôi, tớ làm được rồi. Trời ơi, tớ ngã. Bạn cần phải làm cẩn thận hơn đấy. Trời ạ. Ôi, nhưng mà vui mà đúng không? Wow, đây là blaster sao? Tuyệt quá. Tớ có tránh. Để làm gì? Tớ không muốn. Các bạn, nhìn này, đây là kẹo bông giòn. Ngon quá. Tớ có thể bắt đầu được không? Tất nhiên rồi. Tớ sẽ lấy một ít kẹo bông để thử trước nhá. Ôi, nó giống như đám mây ngọt ngào vậy, tan chảy trong miệng. Kỳ diệu quá, tớ muốn nhiều hơn nữa. Tớ sẽ vo thành quả bóng thế này và đưa thẳng vào miệng. Mềm và rất là ngon. Tớ sẽ tạo ra một quả bóng lớn hơn nào. Hãy nhìn này, tớ làm được. Wow, bạn làm tốt lắm. Ôi, bạn thấy chưa, ngay vào miệng. Hoàn hảo, điểm cao nhất. Tớ không thể dừng lại được. Nó thật là tuyệt. Nó tan trong miệng tớ và để lại trong hương vị rất là ngọt ngào. Ôi, bạn có cái gì trên mặt kìa? Ồ, giống như một ông già vậy. Ôi, đó là một cái bộ râu ngọt ngào. Bây giờ tớ sẽ thoát khỏi nó. Một giây và nó đã sẵn sàng. Ôi, tốc độ tuyệt lắm. Bây giờ tới lượt bạn rồi đấy. Không, bây giờ đến lượt bạn rồi. Thôi được rồi. Trời ạ, không. Tớ không muốn ăn đâu. Ôi, cần phải dạy bạn ấy một bài học. Bây giờ tớ sẽ gọi bạn là một kẻ thua cuộc. Ừ, kẻ thua cuộc. À vậy chứ gì, tớ không phải là kẻ thua cuộc. Tớ sẽ ăn được tất cả mọi thứ. Ôi không, chúng chua quá. Trời ơi. Ôi không, tớ phải ăn thôi. Tớ sẽ chứng minh cho các bạn ấy tớ không phải là một kẻ thất bại. Ôi, tại sao chúng lại nhiều vậy? Ôi, chúng như không kết thúc vậy. Ôi, chua quá. Ôi, trời ạ, tớ có thể ăn được. Ăn được. Khổ thân bạn ấy. Đấy, tớ làm được rồi. Tớ đã làm hết rồi nhá. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy? Ôi, chúng quá chua. Tớ đã làm xong rồi. Ôi, bạn giỏi thật đấy. Bây giờ là bạn đấy. Thôi được rồi, tốt thôi. Đây không phải tranh. Ôi, có cái gì đấy? Wow, bong bóng, đẹp quá. Ôi, đây là bong bóng cho các bạn. Đẹp thật đấy, tớ rất thích bong bóng. Hãy xem những bong bóng chuyên nghiệp này. Ôi, bạn ấy chuyên nghiệp thật đấy. Rất là đỉnh luôn. Ồ, có gì bên trong nữa này? Tớ cần phải mở nó ra. Ôi, mùi rất là thơm luôn. Cần phải thử nhá. Tớ sẽ đổ hết tất cả vào mồm luôn. Đúng rồi, tớ đã nói đúng. Chúng rất là ngon. Ôi, nhưng cái viên kẹo này rất là giòn và ngon. Còn một phát nữa này. Đấy, xong rồi. Ôi không, ôi, hình như tớ bị kẹt vào họng rồi. Không, cứu. Ôi, bạn xanh hết rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, nào nào, nhổ ra đi. Ôi, tớ có thật thở rồi rồi. Cảm ơn các bạn. Ôi, các bạn hãy nhìn đi. Ngón tay của tớ thật là tuyệt vời. Ê, đừng có chọc vào tớ. Tớ không chọc, bạn chọc, nhưng nó rất tuyệt phải không? Bây giờ là đến lúc cười nhiều hơn nữa, vì chúng tớ đã chuẩn bị những khoảnh khắc hài hước cho bạn rồi. Cảm ơn vì đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những thử thách tiếp theo nhé.